Yến xào Quang Minh là sản phẩm của công ty cổ phần Đông Y Dược Quang Minh. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế HACCP và FDA. Với hàm lượng yến nổi trội từ 30 đến 40% yến tươi nguyên chất. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại nên đảm bảo giữ được trọn vẹn hàm lượng dưỡng chất trong tổ yến. Mang thông điệp bách gia trường thọ, Yến xào Quang Minh mong muốn đem sản phẩm cao cấp được coi là thần dược trong Đông y và từng chỉ vua chúa mới được sử dụng lan tỏa tới mọi người dân. Trở thành sản phẩm của mọi người, mọi nhà, ai cũng có thể sử dụng. Sản phẩm với các vị phù hợp với mọi lứa tuổi, từ người già, trẻ nhỏ cho tới người ốm bệnh, phụ nữ mang thai và sau sinh. Yến trưng đường phèn, giúp phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ chống lão hóa. Hương vị truyền thống, ngọt thanh, thơm mát. Yến trưng baby ngon, giúp bổ sung vitamin D3, canxi, taurin và DHA tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Kích thích trẻ ăn ngon, tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả. Tăng cường hệ miễn dịch, yến trưng đông trùng hạ thảo, giúp nâng cao sức đề kháng, thông phế, bổ phổi, làm lành các tổn thương phổi do khói bụi môi trường, khói thuốc lá. Cải thiện hệ miễn dịch, kích thích hệ tiêu hóa, chống suy nhược, đặc biệt hiệu quả đối với người cao tuổi, sức khỏe suy yếu, người mới ốm dậy và người vừa trải qua phẫu thuật. Tốt cho tuần hoàn tim, não, giảm cholesterol trong máu, ngừa xơ vữa động mạch, hỗ trợ chống lão hóa, tăng cường sinh lý nam giới, cải thiện rối loạn cương dương, yếu sinh lý, xuất tinh sớm. Cải thiện chỉ số lượng đường trong máu, làm chậm diễn biến của bệnh tiểu đường type 2, yến trưng tam vị. Với kỳ tử, long nhãn, táo đỏ, giúp cải thiện trí nhớ, chống trầm cảm, hỗ trợ chống lão hóa, đẹp da, kiểm soát cân nặng. Tăng cường miễn dịch, ngừa ung thư, thải độc gan, tốt cho não bộ, cải thiện giấc ngủ, phòng tránh căn bệnh Alzheimer. Tốt cho tim mạch, nhuận tràng, giảm táo bón, giúp xương chắc khỏe, yến trưng đường ăn kiêng, dùng cho người bị tiểu đường, người đang trong chế độ ăn kiêng. Phục hồi sức khỏe nhanh chóng, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện trí nhớ, chống trầm cảm, hỗ trợ chống lão hóa, đẹp da, cải thiện nội tiết, kiểm soát cân nặng. Hãy bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để xem nhiều video kiến thức hữu ích cho sức khỏe bạn nhé. Truy cập ngay website dongyquangminh.vn để đặt hàng hoặc hotline 1900 636 891. Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe.